Xin chào tất cả các anh em yêu xe máy nha. Thì cũng tối rồi, mình cũng gặp một chiếc xe khách này lỡ đường thì mình cũng làm cho khách luôn. Thì tình trạng của nó là bị gãy lò xo bố thắng. Đây, lò xo bố thắng nó rớt ra từng khúc như vậy. Đó. Thì nó gãy ra như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho cái bánh xe của mình. Thứ nhất là đạp nó dính nè, và chạy nó kêu cái két két nè. Không, thì đây là nó thiệt hại rất là cũng rất là ghê gớm, cũng rất là lớn. Thì cái đùm nó sẽ bị sọc chỉ đó, cái tăng bua này nó gọi là cái tăng bua đùm ha. Thường thường nó sẽ láng, nó láng bóng như ngoài này nè đó, nhưng mà ở đây là nó xước từ đây vô tới trong luôn. Thì những cái lò xo nó gãy ra, nó gãy ra thì khi mình đạp lên nó sẽ ma sát đó, mình đạp lên nó sẽ nằm ở trên đây, cái bố thắng nó sẽ ma sát với cái tăng bua đùm này. Tại vì đùm này đổ bằng cái lớp này, lớp gang ha, lớp gang thì nó ma sát nó sẽ xước hết, hư hết. Thì do xe thay những cái loại bố này nó có kèm theo những cái lò xo ngắn như vậy, nhưng thực ra cái bố hãng của Honda rất là bền, nó cũng có lò xo nhỏ gắn như vậy luôn. Nhưng mà khi mình thay bố khác đi rồi mà mình không có giữ lại cái lò xo của nó, mà cái lò xo này lò xo theo bố thắng, nằm trong những cái hộp bố thắng nó có sẵn đó, nó rất là dở. Thì hôm nay mình chia sẻ đây là cái bố thắng của hãng Honda nha. Đây, hàng chính hãng luôn nha, chứ không phải là hàng chợ chờ nha. Thì cái bố thắng này là cũng như quay pha đời đầu đó, lóc đen như đời đầu vậy đó. Thì hãng sản xuất nó sẽ là lò xo dài đó. Lò xo dài đây mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Lò xo dài khi nó gắn vô thì nó gắn chéo đó, lò xo nó rất dài. Mà bảo đảm từ đó giờ mình làm nghề mười mấy năm rồi chưa bao giờ thấy cái lò xo này gãy. Mình nói mình dám chứng minh là chưa bao giờ thấy cái lò xo dài như vậy mà nó gãy đó. Lò xo này rất là bền, mười mấy năm rồi, mình làm ngày mười mấy năm rồi chưa bao giờ thấy lò xo thắng của hãng Honda này gãy bao giờ hết. Thì khi chúng ta thay bố thắng những chiếc xe này là xe quay A nè, xe quay A, xe hãng Honda đàng hoàng nha, chứ không phải xe Trung Quốc nha đó. Thì khi chúng ta thay thì chúng ta chủ yếu là thay những bố hãng, thì nó đắt đỏ, đắt tiền hơn tí xíu đó, nhưng mà nó rất là ok, rất là bền ha. Mọi người chú ý những lúc mà mình đi thay bố thắng, mình hay yêu cầu chủ tiệm thay cho mình những loại bố thắng hãng, nó cho chất lượng hơn. Thì clip này mình muốn chia sẻ cho anh em mình thôi. Anh em nào thấy kênh mình hay thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình sẽ cho mọi người xem những cái video hữu ích nhất nha. Cảm ơn tất cả mọi người.